Tại sao chúng ta lại nên học tiếng Anh bằng giáo trình Effortless English? Nếu các bạn theo dõi mình lâu thì cũng biết là mình đã từng trải qua một thời gian rất dài, khoảng gần 10 năm học tiếng Anh bê bết. Ở đây không phải là mình không biết gì, mà là càng học thì mình càng biết nhiều, nhưng mà những cái mình biết thì phần lớn lại là sai các bạn ạ. Tức là mình học phiên âm rất nhiều nhưng mà mình vẫn phát âm sai này. Mình học ngữ pháp rất nhiều để rồi mình bị ám ảnh vì ngữ pháp, cứ nói đến tiếng Anh là nghĩ ngữ pháp là mình không thể nghe nói được. Rồi thì mình học rất nhiều từ vựng nhưng mà không biết sử dụng. Mà phần lớn những từ vựng mình học được thì mình cũng đều phát âm sai cả. Thế nên là nhiều bạn cứ kêu là học tiếng Anh từ con số 0, như mình thấy là mình phải học tiếng Anh từ con số âm. Thì từ một người mà đang học tiếng Anh bê bết như vậy thì mình đã thay đổi như thế nào để mình lại bây giờ đang trở thành một thầy giáo tiếng Anh? Ngoài việc nỗ lực để thay đổi cách học thì mình cũng không bao giờ chối bỏ cái việc là mình rất may mắn. Nhưng mình may mắn ở đây không phải là may mắn như kiểu là chúng ta hay nghĩ, mà mình may mắn vì mình đã được tiếp xúc với một giáo trình tiếng Anh mà nó thay đổi không những chỉ tiếng Anh của mình mà cả cuộc đời của mình luôn. Đó chính là giáo trình mà chúng ta hôm nay cùng tìm hiểu, có tên là Effortless English. Giáo trình Effortless English là một giáo trình tiếng Anh của tiến sĩ AJ Hodge đến từ Mỹ. Nếu không tính cái quãng thời gian 10 năm mà học tiếng Anh kiểu trường lớp của mình, thì sau đó cả cuộc đời mình có cái quá trình tự học này, rồi thì sử dụng tiếng Anh để đi làm này, và bây giờ là dạy tiếng Anh, thì nó đều xoay quanh cái giáo trình này. Và để mà hướng dẫn các bạn thì mình chắc chắn là mình sẽ hướng dẫn rồi, nhưng mà trong một video thì chắc chắn là không đủ. Và trước khi đi vào hướng dẫn chi tiết thì trong video này mình muốn giải thích cho các bạn cái câu hỏi mà mình đặt ra ở đầu video đấy. Tại sao các bạn lại nên học tiếng Anh bằng giáo trình Effortless English? Vì cái vấn đề mình nhìn thấy là không phải các bạn không biết đến giáo trình này, có thể bạn chưa biết thật, nhưng mình thấy rất nhiều bạn đã biết giáo trình này, thậm chí đã từng học rồi. Tuy nhiên các bạn vẫn áp dụng cái cách học cũ để vào cái giáo trình mới này. Vì vậy là kết quả thì nó vẫn như thế thôi các bạn ạ. Mình ngày xưa khi tự học thì cũng suýt bị như vậy rồi. Thế nên là mình rất mong những cái chia sẻ của mình sẽ tiết kiệm khá là nhiều thời gian và công sức cho các bạn sau này. Điều mà mình trân trọng nhất ở giáo trình Effortless English không chỉ là cái cách học tiếng Anh mới, mà là nó đã giúp mình thay đổi cái tư duy về việc học tiếng Anh. Ngày xưa thì mình chỉ học môn học tiếng Anh thôi, nhưng sau khi tiếp xúc với giáo trình này thì mình đã hoàn toàn học tiếng Anh như một ngôn ngữ. Và không chỉ mình, cũng như các bạn học viên và tất cả những người mà tiếp xúc với giáo trình này một cách đúng đắn thì đều đã thay đổi tiếng Anh một cách rất là nhanh chóng và còn dễ dàng nữa các bạn ạ. Và mình luôn luôn tin là khi mà mình làm được, các bạn học viên làm được thì các bạn cũng sẽ làm được. Thôi không lòng vòng nữa nha, bây giờ chúng ta sẽ vào phần đầu tiên là trước đấy thì mình học tiếng Anh như thế nào mà để mình lại thất bại và sau đó thì mình phải thay đổi bằng giáo trình này. Điều mình định nói thì mình đã chia sẻ nhiều lần, nhưng mà mình chắc chắn là mình sẽ còn chia sẻ nhiều lần nữa, đó chính là cái tác hại của việc học tiếng Anh kiểu trường lớp truyền thống. Không phải nguyên thế hệ của mình đâu, mà cả thế hệ đi trước và thế hệ sau này thì mình nghĩ nó vẫn như vậy thôi. Mình học ngày xưa này, chúng ta luôn luôn học cái kiểu là học từ vựng nhá, thì các bạn cứ mỗi hôm học 5-10 từ mới đúng không? Có những bạn chăm chỉ còn 20-30 từ mới một ngày cả. Thì ok, mình cũng đã từng học như vậy, mà mình không phán xét là đấy là cách học đúng hay cách học sai. Nhưng riêng với mình và gần như những người mà mình quen biết và thậm chí cả là chưa quen biết kìa, thì cách học đó nó không hề hiệu quả các bạn ạ. Tại sao nó lại không hiệu quả? Là vì nó rời rạc. Bạn cứ suốt ngày là học theo chủ đề này, chủ đề kia đúng không? 5-10 từ vựng. Nhưng mà bạn để ý mà xem, bạn chỉ nhớ nghĩa của nó. Thậm chí là bạn học phiên âm rất nhiều, bạn viết phiên âm bên cạnh cái chữ đó, mà mình thấy các bạn có phát âm đúng bao giờ đâu. Và học như vậy cũng có phải là nó dễ dàng đâu. Nó rất vất vả và nó mất rất nhiều thời gian. Và cuối cùng các bạn thấy là kể cả các bạn có cố gắng đến mấy, thì mình nghĩ là cùng lắm thì theo người ta hay khuyên là bảo biết 1.000 từ mới thì mình sẽ nói được tiếng Anh đấy. Nhiều bạn mình nghĩ cũng học đến cả 1.000 từ đấy, nhưng cuối cùng mở mồm ra cứng họng, có nói được câu nào bao giờ đâu. Thì chúng ta đều cực kỳ nghiện việc học ngữ pháp đúng không? Vì cái việc này sẽ giúp cho chúng việc học trên trường của chúng ta nó dễ dàng hơn. Thì lại tiếp một lần nữa là mình không phán xét sự đúng sai. Nhưng như mình ngày xưa này là mình bị ám ảnh với ngữ pháp. Tại vì với một câu tiếng Anh á, bình thường là để dùng đúng không, thì mình luôn luôn là phân tích ngữ pháp của nó và tự nhiên thích cái việc đó từ lúc nào không hay. Thế sau này đến lúc mà mình phải dùng tiếng Anh, mặc dù mình biết từ vựng, mình biết ngữ pháp, nhưng mà cứ định nói á, là mình cứ phải dịch này, từ làm câu tiếng Việt đã này, dịch ra tiếng Anh này, xong thì phải nhớ xem là ngữ pháp nó đúng hay không này. Sau đó thì sử dụng khả năng học phiên âm trong vòng mấy chục năm trời và phát âm những cái câu như là "She is very beautiful". Đấy, cái câu mình định nói là "She is very beautiful". Nhưng khổ nỗi ngày xưa học mãi còn nói như thế đâu. Còn sau khi thay đổi thì mình nói thế nó khá dễ dàng đấy các bạn ạ, không khó khăn gì đâu. Thế một ý cuối cùng là các bạn nhiều khi là cứ bảo là em muốn học tiếng Anh để giao tiếp, nhưng thật ra là mình thấy chúng ta là vẫn đang học theo kiểu tiếng Anh để phục vụ cho thi cử là chính thôi. Thì tất nhiên là khi yêu cầu của công việc hoặc yêu cầu của nhà trường thì chúng ta phải đáp ứng đúng không? Nhưng mình chỉ tiếc một nỗi là sau khi đáp ứng được những cái đó rồi, mà để đáp ứng được những cái kỳ thi như vậy á, thì các bạn dành rất nhiều thời gian của tuổi trẻ, rồi thì cả công sức, tiền bạc nữa, nhưng cuối cùng
cũng chỉ để đạt mục đích ra trường. Và các bạn thấy là sau khi ra trường thì tất cả những cái gì mà bạn cố gắng phấn đấu ở trước đấy thì nó có được sử dụng đâu. Và tiếc là chúng ta thường thường chỉ dành 18 đến 22 năm đầu đời là học trên ghế nhà trường, còn lại là cả quãng đời phía sau rất dài, là quãng đường mà chúng ta thực sự sống như một người trưởng thành, thì tất cả những kỹ năng mà chúng ta học ở trước là không có tác dụng gì cả, là vì chúng ta học sai mất rồi. Thôi bây giờ mình sẽ quay lại để hướng dẫn cho các bạn về cái giáo trình mà hôm nay chúng ta đang tìm hiểu nhé, Effortless English, để làm sao mà chúng ta khi bỏ công sức và thời gian ra là chúng ta có thể sử dụng được dù ít dù nhiều, không phải cứ vật vã đau khổ bởi những cái cuộc hội thoại nó cực kỳ đơn giản nữa. Học tiếng Anh là để vui, để dùng, chứ không phải là để càng ngày chúng ta càng thấy tuyệt vọng và tổn thương, đúng không các bạn? Chẳng biết mình nói thế các bạn có chạnh lòng không, nhưng mà thực sự đấy là cái cảm giác của mình ngày xưa đấy. Ok, mình sẽ chia sẻ các bạn luôn, các bạn tin hay không là tùy này, nhưng mà tội gì mà không tin, đúng không? Đó chính là giáo trình Effortless English thì nó giải quyết tất cả những cái vấn đề mà mình vừa nêu ra ở bên trên các bạn ạ. Đầu tiên khi mới đọc qua hướng dẫn cách học của giáo trình này thì mình đã tin vào điều đó, nhưng mà càng tìm hiểu sâu thì hóa ra là mình tin thật các bạn ạ. Và chính xác thì nó sẽ giải quyết những vấn đề ở bên trên như thế nào thì bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn chi tiết các bạn nhé. Ok, và đây chính là giáo trình Effortless English mà mình đang nói đến. Thì các bạn thấy ngay đây là một giáo trình mà học tiếng Anh qua những câu chuyện. Thì cái câu chuyện này các bạn cũng chưa cần phải biết là nó khó hay nó dễ, rồi thì nó dễ hiểu hay không, hoặc là bạn có đang hiểu cái gì từ câu chuyện này không. Đầu tiên mình xem thì mình chẳng hiểu cái gì cả các bạn ạ. Tuy nhiên chỉ cần xem qua phần hướng dẫn rồi là các bạn đã nhìn thấy luôn là tia hy vọng ở cuối đường hầm luôn. Đó chính là vì sao mình lại nói là cái giáo trình này lại giải quyết tất cả những vấn đề mà mình nêu ở bên trên. Thứ nhất thì chúng ta cứ nói về từ vựng đi. Thì ngày xưa chúng ta hay học từ vựng rời rạc, đúng không? Mỗi ngày thì học chủ đề này, chủ đề kia. Nhưng với cái giáo trình này thì bạn chỉ cần học từ vựng của câu chuyện này là được rồi. Trong cái quá trình bạn học cái câu chuyện này, đúng không? Bạn không phải quan tâm đến từ vựng của cái gì khác. Quan tâm đến từ vựng của cái câu chuyện này. Và quan tâm không phải chỉ là để chúng ta biết nghĩa như ngày xưa nữa. Mà cái giáo trình này thì các bạn không những phải đọc chuẩn mà các bạn còn phải thảo luận về nó các bạn ạ. Và chính trong cái quá trình đấy thì các bạn sẽ học được luôn cả về ngữ pháp, phản xạ, rồi thì giao tiếp, rồi thì tất cả các thứ mà các bạn muốn. Thì mình sẽ nêu cho các bạn cái cách ngay bây giờ đây. Vì nghe mình nói qua thì có vẻ là hơi vô lý, nhưng mà có một điều mà các bạn đều không làm được, mặc dù đã có, kể cả là có những bạn đã từng áp dụng cái giáo trình này vào việc học tiếng Anh rồi vẫn không được, vì các bạn đã quên mất một điều. Đó chính là điều tuyệt vời nhất của cái giáo trình này là việc chúng ta được học lặp đi lặp lại một câu chuyện trong một thời gian rất dài các bạn ạ. Khi mình nói rất dài có khi các bạn nghĩ đến là 5-7 ngày đúng không? Hoặc là cùng lắm thì 2 tuần đúng không? Nhưng ý mình đang nói đến là học câu chuyện này trong vòng 2 tháng các bạn ạ. Các bạn không nghe nhầm đâu. 2 tháng chỉ với câu chuyện này, a case. Thì tại sao lại phải là 2 tháng và sau 2 tháng đấy thì biết mỗi bài này thôi là khổ quá? Không các bạn ạ. Các bạn chỉ cần biết một bài, thảo luận một bài, nói tiếng Anh xịn sò, không cần phải dịch, mà nói chung là nói tiếng Anh chuẩn một bài thì tất cả phía sau nó đều tốt. Cái điều này mình không cần các bạn phải đồng tình với mình nhá, vì đây là điều mình và các bạn học viên đều đã làm được và đang rất thoải mái rồi. Thế nên là dù các bạn có tin hay không tin thì mình muốn các bạn thử thôi. Và tại sao phải là 2 tháng? Vì chúng ta phải làm rất nhiều việc, nhưng mà vui nhất là những việc này nó lại rất nhẹ nhàng. Đầu tiên mình chỉ nói về vấn đề từ vựng và việc đọc, đúng không? Các bạn biết rất nhiều từ vựng có dùng được đâu, có đọc được đâu. Thì đây, với giáo trình này thì một câu chuyện này nó sẽ bao gồm cả những phần như sau. Đây, chúng ta sẽ có bản audio này. Thì khi bạn bật bản audio này lên thì bạn sẽ được nghe giọng của thầy AJ Holt đọc cái bài này. Đây là giọng của Mỹ rồi đúng không các bạn? Và chúng ta thường hay quên mất cái điều này. Cứ thích đi học phiên âm xong tự để phát âm tiếng Anh, nhưng không, ngôn ngữ nào cũng phải học qua việc nghe hết. Nhưng lần này chúng ta sẽ làm khác. Chúng ta nghe giọng chuẩn này mà không phải nghe một lần, vì nghe một lần chẳng ai hiểu cả, xong là bỏ mà chắc cái này vớ vẩn rồi. Không, nó ghi rất rõ này. Nghe ngày hôm nay nghe audio này, xong thì mình dịch cho các bạn này, xong thì lại nghe audio này, xong thì mình ở trên YouTube mình có mà, mình dịch cho các bạn tiếp này. Ngày mai vẫn như vậy, chúng ta không làm gì hơn nha các bạn nhé. Vẫn nghe bản audio này, tức là người ta đọc bài này và lại dịch cho mình, lại dịch cho các bạn. Hôm nào chỉ làm một việc như vậy, nó đơn giản đúng không các bạn, chỉ việc nghe đúng không? Thì các bạn sẽ giải quyết được ngay một vấn đề rồi, chứ các bạn không phải dịch nữa các bạn ạ. Ngày xưa cứ học mỗi bài được khoảng 20 phút là nhiều lắm rồi, thì cứ ngồi dịch khổ sở, thì xong lại sang bài mới thì lại khổ sở, như vậy nó hết đời. Nhưng bạn cứ thử tưởng tượng đi, ngày nào vẫn chỉ bài này thì sẽ đến một hôm bạn nghe bài này và bạn không phải dịch sang tiếng Việt nữa. Thì mình hay lấy ví dụ với các bạn học viên là cái từ open the door, đúng không? Ví dụ mình sai các bạn là bảo là các bạn mở cửa đi, thì mình sẽ nói tiếng Anh là open the door. Thì các bạn mà đây là mở cửa, bảo đi mở cửa, thế mở cửa. Hôm đầu tiên bạn dịch ok, cứ dịch thoải mái. Mai lại open the door, thì bạn lại bảo đi mở cửa, lại dịch đúng không? Đến ngày thứ 7 mình bảo open the door, thì bạn chỉ nghĩ cửa, thế ra mở cửa. Thế đến ngày 30 mà mình vẫn nói là open the door, tức là vẫn cái từ ý đúng không?
thì bạn chỉ có việc mà ra làm cái hành động đấy thì việc gì bạn phải dịch nữa. Thì đây, với cả câu chuyện này thì nó cũng áp dụng được như vậy. Và mình thử cho các bạn nghe một đoạn nhé. Đây chỉ là thầy đọc lại câu chuyện này thôi. Các bạn hiểu được không hiểu không sao. A kiss. Carlos buys a new car. It's a very expensive car. It's a huge blue fast car. While driving down the street, Carlos sees a girl on a bicycle. Ok, một đoạn về đây nhá. Thì sau khi nghe và chúng ta dịch như vậy thì chúng ta sẽ có một điều rất bất ngờ ngay đến trong việc phát âm, đó chính là vì chúng ta cứ nghe là it's a very expensive car. Thì tất nhiên đến lúc mà các bạn phải tập đọc bài này á, thì nó vẫn cứ khổ sở vì đây ngôn ngữ mới thì nó hơi ngượng miệng đúng không? Nhưng nó đã đỡ hơn ngày xưa rất nhiều vì mình nghe quá nhiều là expensive từ thầy AJ, nên là mình cũng không có xu hướng là phát âm là expensive. Nope. Giống các bạn nghe thấy hai từ nó hoàn toàn khác nhau. Các bạn nghe toàn chưa đủ nhiều nên các bạn bảo ơi em nghe thấy là expensive mà expensive là giống nhau, nhưng khó giống nhau tí nào đâu các bạn. Các bạn chưa nghe đủ nhiều thôi. Và ai trải qua khoảng chục ngày nghe kiểu đấy thì cũng đều có cảm giác như mình. Nhưng mà khổ nỗi là chúng ta không bao giờ trải qua được chục ngày để rồi chúng ta bỏ lỡ cả một cuộc đời học tiếng Anh, nó phí phạm. Đừng như thế nữa các bạn nhé. Đó, thì khi đọc kết hợp việc nghe thì đọc chậm thôi thì đọc khá hơn. Nhưng mà đấy cũng không phải là, đây là giáo trình để tập đọc mà ấy. Mà nó hay hơn một cái nữa, nó giải quyết cho các bạn vấn đề về giao tiếp. Và cái vấn đề là các bạn luôn luôn bảo là em không giao tiếp tiếng Anh vì không người nước ngoài. Đây, người ta sẽ vừa hỏi và các bạn có thể trả lời, và người ta cũng sẽ trả lời luôn cho các bạn để các bạn có thể tham khảo tất cả về nội dung của bài này. Đó, một đoạn hội thoại rất dài nhá, mà chúng ta được get involved, tức là bạn được tham gia luôn ngay tại nhà một mình. Và lại phải nhắc lại cái điều tuyệt vời giáo trình này, đó chính là sự lặp đi lặp lại. Các bạn hiểu mình không? Đầu tiên người ta sẽ hỏi các bạn câu đơn giản, ví dụ như là Does Carlos buy a new car? Thì người ta hỏi là có phải là anh Carlos thì mua một cái ô tô mới không? Thì đầu tiên trả lời khổ sở đi, mình chẳng dám trả lời dài thì mình chỉ yes. Thế là xong rồi các bạn đúng không? Nhưng nhiều bạn lại cứ nghĩ là thế là thì luyện được cái gì? Nhưng mà các bạn có thấy không? Khi người ta hỏi một câu mà mình trả lời được luôn là yes, nó đã là cái phản xạ đỉnh cao mà chúng ta mơ ước, còn chẳng thấy bạn nào làm được bao giờ. Thì sau khi ngày mai, ngày kia, ngày kia, một tháng nữa bạn vẫn trả lời mấy câu này cơ mà, kể cả những câu sau nữa, thì bạn đừng lặp đi lặp lại. Thì sẽ đến một lúc người ta hỏi là Does Carlos buy a new car? Thì bạn tự tin trả lời oh yes, Carlos buys a new car. Ôi trời, nghe nó xịn sò luôn các bạn ạ. Thì đấy, việc được nghe nói như vậy mà khi bạn tự tin nói được một câu như mình vừa nói lúc nãy, chắc bạn thích đúng không? Thì lưu ý mình cũng rất thích, thì mình mới bắt đầu tự tin để học tiếng Anh và học cái gì cũng được. Và mình vẫn học cái giáo trình này cả chục năm trời. Cứ ngày nào mình được nghe nói tiếng Anh với thầy AJ, những cái điều mình biết thì nó luyện cho miệng mình này, luyện cho sự tự tin này, luyện cho phát âm này, nói chung là tất cả các thứ nó đều ngon. Và trong đó có cả ngữ pháp luôn các bạn ạ. Các bạn có thấy mình lúc nãy nói là Carlos buys a new car, mình có chia động từ ở từ buys, mà mình có nghĩ gì đâu. Mình có nghĩ là đây là thì hiện tại đơn hay thì gì đâu. Rồi người ta hỏi là what did Carlos buy, quá khứ đấy, anh ấy đã mua cái gì, thì mình trả lời là Carlos bought a new car. Tại sao mình biết điều đó? Vì bài này á, lúc thảo luận người ta còn hỏi ở thì quá khứ các bạn ạ. Thì bạn sẽ học được cái ngữ pháp luôn. Đấy mới là ngữ pháp xịn các bạn nhá. Chứ bây giờ bảo các bạn cũng biết thì này thì kia, các bạn biết thì quá khứ đơn đúng không? Mà các bạn dùng được đâu. Bây giờ kể cả mình, bất kỳ bạn học viên nào của mình cũng vậy, bạn thích kể bài này ở thì nào mình đều thì kể được. Ví dụ đây nha, ví dụ ở bài này quá khứ nhá, mình làm điều này trên livestream nhiều rồi, nhưng hôm nay làm qua để các bạn hiểu ý tưởng nhá. Đây là cách mình học ngữ pháp này, mình nhìn thẳng vào bài này và nhìn thẳng đúng như này luôn, như các bạn này, và mình kể bài này ở 5 năm trước đã diễn ra rồi nhá. 5 years ago, Carlos bought a new car. It was a very expensive car. It was a huge blue fast car. While driving down the street, Carlos saw a girl on a bicycle. She had long blonde hair and was beautiful. He yelled to her, "What's up?" Các bạn thấy là mình thậm chí là còn nói luôn cái âm ED mà các bạn, ôi giời em biết nhiều công thức phát âm ED lắm, có 3 cách đúng không thầy? Có bao giờ phát âm đâu, đúng không? Các bạn thấy mình nói là he yelled to her, what's up? Như mình nói lúc đầu rồi, khi bạn học thành công một bài này rồi thì sang bài sau thì nó sẽ dễ hơn, và lại những chủ đề khác, những cái từ vựng khác. Và sau một thời gian thôi, sau vài tháng thôi, bạn sẽ tự tin nói tiếng Anh, và càng tiếp xúc nhiều thì bạn càng học được nhiều. Thì kể cả sau này bạn xem phim, xem YouTube như mình đọc sách nữa, thì mình thêm vốn tiếng Anh. Nhưng mà vì mình vẫn không phải là sống ở nước ngoài mà, nên mình vẫn cần cái giáo trình Effortless English này để mình có thể nói chuyện về những câu chuyện khác. Và nó có cả hàng trăm hàng nghìn câu chuyện các bạn ạ, và nó đều có phần nghe và hỏi và trả lời. Thế nên là bạn có thể học trong rất nhiều năm, xong ôn lại một lần nữa là đã 10 năm rồi các bạn ạ. Làm vài lần như thế là
cũng 70 tuổi rồi chứ còn. Và có một tin vui cho các bạn là sau khi mình học tiếng Anh thành công rất là nhanh chóng, mặc dù trước đấy mất cả chục năm học tiếng Anh rất là vất vả, không hiệu quả, thì mình và các bạn học viên đã quyết định là lập ra một cái group để có thể giúp các bạn tự học tiếng Anh cùng với giáo trình Effortless English một cách miễn phí nhá. Thì group này có tên là Tự học tiếng Anh miễn phí cùng The Anh English. Ở đây không chỉ có mình mà có cả các chuyên gia trong nhóm cùng các bạn học viên đã thay đổi và đã thành công với cách học mới này, đồng hành sửa lỗi và giúp đỡ các bạn. Thì tại thời điểm khi mà mình quay clip này, sau một vài tháng thành lập thì cái cộng đồng này đã lên đến hơn 22.000 người rồi. Thì khi các bạn vào đây, các bạn sẽ thấy là có những buổi hướng dẫn tự học mà mình đã làm trên Zoom á, thì mình đều có lưu lại ở trên đầu này để các bạn có thể xem. Thì thêm một lần nữa mình sẽ hướng dẫn về cái giáo trình Effortless English, cũng như là mình sẽ sửa lỗi cho rất nhiều bạn, thì các bạn hoàn toàn có thể học từ lỗi sai người khác, đúng không? Một điều rất đặc biệt nữa là các bạn có thể hoạt động giống hệt trong cộng đồng học viên, tức là các bạn hoàn toàn có thể đăng bài lên đây và mình sẽ chữa bài cho các bạn. Thì chữa bài cho các bạn thì cái việc chữa bài nó là một phần, nhưng một phần nữa là khi các bạn làm được những điều này thì các bạn mới giữ được sự kỷ luật để có thể làm nó hàng ngày giống bọn mình. Và cái thứ hai á, chúng ta có một thời gian học tiếng Anh trong đau khổ mãi rồi, nên là mình muốn là khi mà học thành công nó còn phải sướng nữa kìa. Thế nên là chúng ta gặp được nhau ở đây thì mình thấy rất là trân trọng. Và tin vui thứ hai, và mình cũng nghĩ đây là cái tin vui quan trọng nhất, sau khi được sự ủng hộ của mọi người thì mình đã ra mắt thành công cuốn sách Tôi Tự Học Tiếng Anh Từ Con Số Âm. Đây là cuốn sách ghi lại tất cả những hành trình học tiếng Anh của mình từ lúc không thành công cho đến việc thay đổi, mình thay đổi như thế nào, mình áp dụng nó như thế nào, rồi trong lúc thay đổi rồi mình vẫn vấp phải rất nhiều những khó khăn, những cái suy nghĩ, rồi thì những cái gì nó xảy ra với mình thì mình đều kể lại ở trong quyển sách này. Một điều rất vui mình muốn khoe với các bạn thôi, đó chính là quyển sách này từ khi mà nó chưa được ra mắt thì đã có hơn 1.400 bạn đăng ký để mua nó trước khi nó xuất bản rồi. Lý do đơn giản vì mình ngày xưa tự học thì nó cũng hơi khổ một tí và cũng có nhiều cái thất bại, rồi thì lãng phí thời gian. Thì nó khổ cho mình thôi thì nó lại là cái lợi thế các bạn, đúng không? Khi mình đã khổ như vậy rồi mình kể ra thì các bạn có thể tham khảo, và mình tin chắc là nó có thể tiết kiệm có khi đến cả chục, hai chục năm học tiếng Anh lan man của các bạn này. Nếu bạn theo dõi mình đủ lâu thì cũng biết chắc mình là người duy nhất khi mà dạy tiếng Anh á, thì mình hay chia sẻ về những cái cảm xúc của mình khi học tiếng Anh. Cảm xúc ở đây chính là cách các bạn tư duy đấy. Thì học cái gì thì cũng có lúc là mình hay chán này, rồi có lúc thì mình buồn buồn này, có lúc là có câu hỏi này, câu hỏi kia này. Thì tất cả những điều đó mình giải quyết như thế nào thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn. Tại vì mình thấy là chúng ta hay bị nặng nề về việc là học quá, cứ học tiếng Anh thì cứ chỉ biết là học tiếng Anh và nặng về kỹ thuật quá. Nhưng mà tất cả những cái còn lại, những cái kỹ năng mềm để khiến chúng ta có thể học thành công cái ngôn ngữ này và dùng nó như là cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình thì không ai nói tới bao giờ cả. Tin vui cuối cùng là cái quyển sách này sẽ được tặng kèm theo một cái khóa học để giúp các bạn thay đổi tư duy về tiếng Anh và từ bỏ cái cách học trường lớp truyền thống kiểu ngày xưa. Các bạn có thể tìm thấy cuốn sách này ở trên Tiki, Shopee, hoặc là các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào fanpage The Anh English, hoặc là các bạn có thể liên hệ hotline giúp mình nhé. Ok, và sau video ngày hôm nay thì mình không chỉ mong là các bạn sẽ thay đổi cách học tiếng Anh cùng với giáo trình Effortless English, mà mình rất mong là các bạn sẽ có một cái cách nhìn khác, đỡ bị tuyệt vọng và đỡ bị chán nản khi nghĩ về cái việc mà mình chuẩn bị phải học tiếng Anh. Giống kiểu mình ngày xưa, lúc mà thất bại xong thì chán thì bỏ một thời gian, lại thấy thích hoặc cần thiết thì lại học, nhưng mà cứ thấy con đường phía trước nó mù mịt ra. Thì mình rất hy vọng là sau video ngày hôm nay thì nó sẽ đỡ mù mịt hơn với các bạn nhé. Rồi thì cái điều mà mình hay khuyên học viên của mình nhất không phải là dạy cái này dạy cái kia, mà mình vẫn hay khuyên các bạn là học chậm thôi. Cái giáo trình này là để học chậm, và cái cả cái quá trình học tiếng Anh của chúng ta cũng phải chậm rãi thôi. Thế nên là video này thì mình chưa nói gì về cách học, đúng không? Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong video tiếp theo. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì giúp mình bấm like và đăng ký kênh, cũng như là chia sẻ cái video này đến những người mà cần nó. Mình chẳng biết sau này mình có được các bạn yêu quý hay là ý gì không. Thôi cố gắng lên tí đi, mình làm được thì chắc chắn các bạn cũng sẽ làm được. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye.